Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 3 tháng 11 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. một Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng sự thông minh, nhanh chỉ đem lại cho con giáp này những cơ hội thăng tiễn tốt trong công việc. Chỉ có điều, bản mệnh nổi năng thiếu suy nghĩ nên dễ gây hiểu lầm, xích mích với đồng nghiệp. Tình cảm Phần trình tình cảm gặp trục trặc, tâm trạng không tốt, tụ tỷ sẵn sàng chút bỏ cơn giận vô cỡ lên những người thân yêu của mình. Điều này vô tình tạo cho đối phương cảm giác ngột ngạt, khó chịu và muộn phiền tài chính, vận trình ta lọc bình ổn, nguồn thu nhập ổn định đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước, có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. Cẩn trọng, làm việc quá sức, dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi và căng thẳng kéo dài. Tuổi giáp tí, sao biển cổ bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Tuổi bỉnh tí, dễ bị tổn thương vì người thân. Tuổi màu tí đi đường xa nên cẩn thận xe cộ tội canh Tý tâm trạng không tốt không có hứng thủ làm việc Tội, màu tí lúc nóng tính không kiểm soát được lời nói con số may mắn số 30 số 19 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Người tuổi Sửu có nhiều dự định lớn trong tương lai và không ngừng nỗ lực vì điều đó. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, sự chịu thương, chịu khó, kiên trì. Bệnh bỉ, mà việc thăng quan tiến chức chỉ còn là chuyện sớm muộn. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc, sủ ngọ tương hại khiến cho tính khí của người tuổi sủ trở nên thất thường hơn bao giờ hết. Những cảm xúc tiêu cực không kiềm chế tốt càng khiến cho đối phương thêm mệt mỏi, đau lòng. Tài chính, vận trình tài lộc hanh thông, nguồn thu nhập tăng nhanh đáng kể đem lại cho con giáp này cuộc sống sung túc và dư giả. Cẩn trọng, việc chi tiêu không có kế hoạch rõ ràng. Dễ khiến cho con giáp này rời vào cảnh túng thiếu lao đao Tuổi ức sửu Bạn có khoảng thời gian khá khó khăn Tuổi tinh sửu Mệt mỏi vì cơm áo gạo tiên Tuổi kỹ sửu Công việc chật vật không sơn sẻ Tuổi tân sửu Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên Tuổi quỷ sửu Đôi khi bạn phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn Con số may mắn số 11 số 35 Màu sắc may mắn màu xám Quý nhân phù trợ tuổi tỵ 2. Tử vi hàng ngày của tuổi dân công việc Phần trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh thể hiện năng lực quản lý lãnh đạo của mình. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bản biết nắm bắt thời cơ nên có bước tiến xa trên con đường sự nghiệp. Tình cảm Phần trình tình cảm vô cùng viên mãn nhờ sự nâng đỡ của tam hợp với địa chi nên người tuổi dần đón nhận nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày hôm nay người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân. Tài chính, vận trình tài lộc được cải thiện, tuổi dần có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. Cẩn trọng, sức khỏe xa xúc do bản mệnh, không dành nhiều thời gian quan tâm tới chế độ ăn uống giấc ngủ của mình. Tuổi giáp dần, chơi với bạn tốt thì cuộc sống cũng sẽ tích cực hơn. Tuổi bính dân, cứ là chính mình nhưng không xấu xa. Tuổi màu dân, Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn tuổi Canh Dân ai hiểu mà ở lại thì mình trần quý còn không thì nghỉ chơi tuổi dân càng ít tham lam thì càng nhẹ đau con số may mắn số 1 số 42 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Ngọ 4 tử vi hàng ngày của tuổi Mão công việc vận trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn Người tuổi mạo có thể có những rắc rối trên con đường công danh bỗng lộc. Công việc gặp trở ngại, chuyện đầu tư hợp tác dễ phát sinh rắc rối không mong muốn khiến tâm trạng của bản mệnh càng thêm tồi tệ. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa, người độc thân dù chưa tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng đang có người để ý và theo đuổi. Cuộc sống vợ chồng trải qua nhiều sóng gió mới được hạnh phúc và gắn bó. Tài chính Vận trình tài lộc xa xuất, nguồn thu nhập có dấu hiệu giảm sút, người tuổi mão lại không có thể có chế độ chi tiêu hợp lý nên trở nên có vấn đề đáng suy nghĩ trong ngày hôm nay. Cẩn trọng, chỗ quan ích kỷ khiến mối quan hệ tình cảm mất đi sự thấu hiểu và bao dung. Tuổi ất mão, cảm xúc tiêu cực dần lẫn át tâm trí của bạn. Tuổi đinh mão, công việc suôn sẻ hơn mong đợi. Tuổi kỷ mão, người kinh doanh gặp nhiều may mắn tuổi tân mậu thương bỏ lỡ những cơ hội tốt tuổi quý mậu tính kinh sở lợi hay thương người khác con số may mắn số 17 số 2 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi mùi năm tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng gặp trở ngại rắc rối nhiều khả năng vướng chuyện thị phi và kiện tụng con giáp này cần phải thận trọng trước các mối quan hệ xung quanh để phòng kẻ xấu lợi dụng tình cảm phần trình tình cảm không có nhiều thay đổi người độc thân vẫn chưa tìm được tình yêu đời mình mà bận mải mê với công việc cuộc sống vợ chồng có điểm bảo rạn nứt do thời gian những người trong cuộc dành cho nhau là không nhiều tài chính phần trình tài lộc kém sắc vấn đề tài chính trở nên khó khăn và là mối quan tâm hàng đầu của người tuổi thìn trong ngày hôm nay. Cẩn trọng Thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học khiến cho tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuổi giáp thân, đừng vì sức mặt hay cảm xúc của người khác mà hành động. Tuổi bình thân, chấp nhận và tha thứ thì nụ cười sẽ luôn theo bạn. Tuổi mậu thân, thì phi xảy ra trong cách hành xử. Tuổi canh thân, cố gắng vì tương lai phía trước. Tuổi nhâm thìn hãy luôn mỉm cười và sống là chính mình. Con số may mắn số 22. Số 36, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tiến triển như mong muốn thuận lợi. Các kế hoạch đều diễn ra rất tốt Thành tích đáng mừng của con nhấp này có cơ hội thăng tiến rất lớn. Tuy nhiên, bản mệnh trở chủ quan mà lơ là trong các quyết định quan trọng. Tình cảm Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để duy trì mối quan hệ tình cảm được lâu bền, con giáp này cần phải quan tâm và ở cạnh người ấy nhiều hơn. Tình yêu cần sự chia sẻ, cảm thông và bao dung hơn bất cứ thứ nào khác. Tài chính, vận trình tài lộc do giàu tuổi tỵ may mắn đón nhận nhiều tin vui tài chính nâng cao nguồn thu nhập và tích lũy cho mình cẩn trọng cho nên sức khỏe gặp vấn đề trở ngại cho áp lực công việc nặng nề tuổi ất tỵ làm việc gì cũng nên khiêm tốn tuổi đinh tỵ công việc không nên lúc nào cũng có sự cạnh tranh tuổi kỷ tỵ bạn không cần miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ tuổi tân tỵ nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn tuổi quý tỵ bạn có thể tự sắp xếp mọi việc theo ý của mình. Con số may mắn số 53, số 19, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng, sự bao dung và thường lo chuyện không đâu mang lại cho con giáp này không ít điều phiền toái tuổi ngọ nên dành sự tập trung cao nhất cho công việc của mình, hạn chế nói lời thiểu suy nghĩ để hạn chế tuyệt đối các rắc rối không đáng có. tình cảm vận trình tình cảm gặp trở ngại ngày hôm nay khiến cho con giáp này có những cảm xúc hỗn độn hơn bao giờ hết, các cuộc cãi vã cứ ngày một nhiều lên do người trong cuộc không có ý muốn nhường nhịn đối phương. tài chính vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, sự nhạy bén và linh hoạt mang về cho người tuổi ngọ nhiều cơ hội phát tài thấy rõ cẩn trọng, sự nóng nảy, bốc đông chỉ càng khiến mọi việc thêm rắc rối khó giải quyết. Tuổi giáp ngọ, bây giờ phải biết trân trọng những đồng tiền kiếm ra. Tuổi bính ngọ, đừng trông trào vào sự giúp đỡ của người khác. Tuổi mậu ngọ, người tốt thì trân trọng, kẻ xấu thì rời xa. Tuổi canh ngọ, hay có lọc, về đường buôn bán con cái. Tuổi nhâm ngọ, chuyện gia đình nhất định phải đặt lên hàng đầu con số may mắn số 21, số 33, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Tuổi mùi có được một ngày thuận lợi. Bằng sự nhiệt tình trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao nên những chú dê có nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường công danh bổng lộc. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, Tuổi mùi và người ấy may mắn tìm được sự đồng đều trong suy nghĩ lẫn lý tưởng sống nên càng thêm gắn bó mặn nông. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình nhờ vào đào hoa phượng chiếu mệnh. Tài chính vận trình tài lộc tăng tiến, cơ hội hợp tác đầu tư lớn đem lại cho con giáp này nguồn lại những khủng giúp bản mệnh củng cố chất lượng cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, sự so sánh nhu nhược điểm yếu của bản thân với người khác chỉ càng khiến tâm trạng thêm tồi tệ. Tôi ức môi, công việc dần đi vào đúng quỹ đạo của nó. Tôi đinh môi, mọi rắc rối sẽ dần lắng xuống. Tôi kỹ môi, tình yêu thương gia đình lớn hơn công việc. Tôi tân môi, vui vẻ chấp nhận mọi nỗi buồn. Tôi quý môi, tính tình hiền lành nhưng sợ gặp kẻ gian. Con sổ may mắn số 27, số 38, màu sắc may mắn màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Môi trường làm việc dễ chịu, tạo điều kiện cho con nhấp này thoải mái thể hiện chỉ sáng tạo, linh hoạt của mình được cấp trên đánh giá cao về những nỗ lực hiện tại, con giáp này có nhiều khả năng sớm được thăng tiến trong công việc. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp rào cản, một áp lực nào đó vô hình chung đè nặng lên đôi vai của những người trong cuộc. Giữa tuổi thân và nửa kia không có sự liên kết, đồng lòng nên khó vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể đem lại cho con giáp này cuộc sống vẹn toàn, dư giả. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề bất lợi do chế độ ăn uống mất cân đối. Tuổi giáp thân, mong bạn có đủ sức mạnh để gánh vác những công việc. Tuổi bình thân, hay phải nghe theo lời những người mà bạn cho là không được tốt. Tuổi màu thân, học cách lăn xả để học hỏi đừng thủ động Tuổi canh thân hãy sống đơn giản mà không đơn điệu Tuổi nhâm thân đừng ngần ngại khi bắt đầu mọi thứ từ con số không con số may mắn số 11 số 20 màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi thân 10 tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi nhờ cỏ quý nhân nâng đỡ mà những chú ga du lam cũng phải dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, bản mệnh còn khả nguyên tắc và đi theo lối mòn nên chưa thật sự có những sự bứt phá đáng kể trong công việc. Tình cảm, phần trình tình cảm kém sắc, ngày hôm nay khiến cho mọi quan hệ tình cảm gia đình thường xảy ra mâu thuẫn và cãi vã, người trong cuộc luôn muốn giành phần thắng về mình, vô tình tạo ra vết thương lòng cho người đối diện. Tài chính, phần trình tài lộc có thay đổi khả quan. Thu nhập tăng nhanh giúp cho con nhấp này cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại của bản thân và gia đình. Cẩn trọng, lời nói thiếu thận trọng, dễ gây xích mích hiểu lầm trong mối quan hệ đồng nghiệp. Tuổi ất giàu, luôn vui vẻ đón nhận mọi khó khăn. tội đinh giàu, ai lừa bạn thì họ gánh nghiệp, đừng lo lắng. Tuổi kỹ giàu, đừng trơn trư khi giúp người khác. Tuổi tân giàu, bạn luôn luôn tử tế với người khác. Tuổi quý giàu, tinh thần dạo này đang xuống dốc. Con số may mắn số 34, số 57, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tử số 11, tử vi hàng ngày của tuổi Tuất công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn. Ảnh hưởng của ngày hôm nay khiến cho bản mệnh tỉnh táo lý trí hơn bao giờ hết. Con giáp này nhận được những thiếu sót của bản thân nhờ vào sự hậu thuẫn từ gia đình, bạn bè mà dễ dàng vượt qua được những lúc nguy nan ấy. Tình cảm Phần trình tình cảm không mấy vui vẻ, cả hai người đều không có sự tôn trọng quyền riêng tư của đối phương nên dễ làm mất hòa khí gia đình vẫn luôn tốt đẹp. Ngoài ra, sự áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người kia cũng là nguyên nhân khiến cho tình cảm gia đình rạn nứt. Tài chính, Phần trình tài lộc không có nhiều thay đổi, nguồn thu nhập ổn định đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Cẩn trọng, điềm bảo có họa tiểu nhân đeo bám nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xung quanh. Tuổi giáp tuất bạn được lòng khá nhiều người khi đi làm. Tuổi bính tuất đừng ngại bắt đầu từ những công việc khó khăn. Tuổi mậu tuất bạn dễ bị tổn thương vì lời nói của người khác. Tuổi canh tuất tính tình rộng lượng nhưng hay gặp kẻ gian. Tuổi nhâm tuất khi làm việc thiện trở nên tính toán. Con số may mắn số 44, số 65, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mẫu. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Phần trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không thật sự dễ dàng. Mọi nỗ lực, thành quả mới gạt hái bỗng chốc biển tan vì có kẻ cố tình phá hoại. Tuy nhiên con giáp này bình tĩnh và sản xuất nên mau chóng lấy lại tinh thần và tìm hướng giải quyết đúng đắn. Tình cảm, phần trình tình cảm có chuyển biến khả quan. Tâm tình tốt giúp cho con giáp này chấp nhận bỏ qua những lỗi lầm mà đối phương đã làm trong quá khứ. Tình cảm vợ chồng ngày càng sắc son, bền chặt sau những sóng gió tưởng chừng không thể hàn gắn. Tài chính, phần trình tài lộc có biến động, tuổi hại, thu bao nhiêu cũng không có dư giả vì thói quen chi tiêu phong phí của mình. Cẩn trọng, có kẻ xấu đang cố tình lợi dụng và gây chuyện thị phi. Tội ất hại, đừng áp lực bởi những chuyện không thể thay đổi. Tội tinh hại, công việc không được như ý muốn. Tội kỷ hại, bạn dành thời gian cho bản thân và gia đình của mình nhiều hơn. Tội tân hại, áp lực từ những chuyện nhỏ nhặt. Tội quý hại, bạn bình thản đối diện với mọi chuyện con số may mắn số 5, số 7, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi chân.